Vũ, Tổng trưởng phòng Bộ phận Kinh doanh Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ tiến đến sân khấu để công bố giá bán chính thức của sản phẩm. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính thưa các quý khách mời, cái các loại phiên bản và cũng như giá của các loại phiên bản của Trời Tân và Tổng Mới được giới thiệu tại Việt Nam. Thì cho phép tôi xin phép được hân hạnh thông báo Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ giới thiệu ba phiên bản hoàn toàn mới, Triton hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, nhằm đáp ứng với những cái sở thích và nhu cầu đa dạng của khách hàng cùng với mức giá tương ứng. Thứ nhất, bản giá đầu tiên là bản giá Triton GLX một cầu số tự động với giá khởi điểm bắt đầu là 655 triệu. Đây là giá bán lẻ công bố. Phiên bản thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới thị trường đó là phiên bản GLS AT Premium, giá khởi điểm, giá công bố là 782 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản cao cấp Triton Athlete với mức giá bán lẻ công bố là 924 triệu. Như các quý vị cũng thấy,